Tiết 39, bài 36, Thiên nhiên Bắc Mỹ. Một nhỏ, các khu vực địa hình. Các em quan sát lược đồ tự nhiên Bắc Mỹ. Chúng ta sẽ thấy được vị trí của Bắc Mỹ trên lược đồ tự nhiên. Vị trí phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương, phía Đông giáp Đại Tây Dương, phía Nam giáp eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti. Đây là lát cắt địa hình Bắc Mỹ cắt ngang Hoa Kỳ theo vĩ tuyến 40 vĩ độ Bắc. Các em sẽ thấy địa hình Bắc Mỹ chia ra làm 3 khu vực. Đó là hệ thống núi Cordillera ở phía Tây, miền đồng bằng trung tâm ở giữa và Sơn Nguyên và núi Già ở phía Đông. Chúng ta tìm hiểu thứ nhất là hệ thống núi Cordillera đồ sộ ở phía Tây. Chúng ta dìm trên lược đồ sẽ thấy phía Tây có màu sắc đậm, chứng tỏ đây là dạng địa hình rất cao và đó chính là dãy núi Cordillera ở phía Tây. Ở giữa là miền đồng bằng. Màu sắc ở giữa là chứng tỏ đây là địa hình thấp. Địa hình ở đây có dạng lòng máng và trong đồng bằng này thì có nhiều sông, hồ. Hai con sông nổi tiếng ở đây là sông Mississippi và sông Missouri. Thứ ba là miền núi Già và Sơn Nguyên ở phía đông. Trong khu vực này chứa rất nhiều khoáng sản, tiêu biểu nhất là than và sắt. Chúng ta thấy phía Tây là có dãy núi Già Appalach và các sơn nguyên. Chúng ta cũng nhìn vào lược đồ tự nhiên sẽ thấy ở khu vực này có chứa rất nhiều khoáng sản. Các em sang hai nhỏ, sự phân hóa khí hậu. Dựa vào lược đồ khí hậu của Bắc Mỹ thì chúng ta thấy ở đây khí hậu sẽ phân hóa theo chiều Bắc Nam, chia ra thành khí hậu hàn đới, khí hậu ôn đới và khí hậu nhiệt đới. Trong ba kiểu đới thì chúng ta thấy khí hậu ôn đới sẽ chiếm diện tích lớn nhất. Đây là một cảnh mùa đông ở một vùng thuộc Canada thuộc khí hậu hàn đới, mùa đông ở Mỹ thuộc khí hậu ôn đới, mùa đông ở một vùng thuộc Mexico thuộc khí hậu nhiệt đới. Thì qua cái ba bức ảnh vừa rồi chúng ta thấy cùng một mùa đông nhưng ở ba đới thì quang cảnh khí hậu, quang cảnh tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Và trong ba đới thì khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất. Sự phân hóa khí hậu thứ hai đó là trong mỗi đới khí hậu đều có sự phân hóa theo chiều đông tây. Và sự phân hóa này là dựa vào độ cao của địa hình. Do địa hình chắn gió làm cho phía đông và phía tây tùy theo hướng đón gió hay khuất gió mà sẽ có sự khí hậu khác nhau. Ngoài hai sự phân hóa trên thì khí hậu còn phân hóa theo độ cao và thể hiện rõ nhất ở miền núi trẻ Cordillera. Khí hậu dưới chân núi, khí hậu giữa núi và khí hậu trên đỉnh núi hoàn toàn khác nhau. Đây là hình dãy núi Cordillera. Chúng ta vừa tìm hiểu các nội dung chính của bài Thiên nhiên Bắc Mỹ. Bây giờ các em sẽ tổng kết lại dưới hình thức một cái sơ đồ tư duy để hoàn thành khái quát các kiến thức về tự nhiên Bắc Mỹ.
Về nhà thì các em xem lại kỹ bài vừa mới học và xem trước bài Dân cư Bắc Mỹ. Tiết sau chúng ta sẽ cùng học.